rất đẹp, rất chi tiết, sắc sảo. Và theo tiêu chí chuẩn của châu Âu, công nghệ nén vàng đặc biệt, nén vàng chuẩn không bị bọt vàng, vàng y đúc ra, hội chuẩn ra AO 750 và vàng trở nên sáng bóng đẹp, không bị đỏ, không bị bã trầu, vàng chuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn chi tiết vào những cái chi tiết nhỏ nhất để chúng ta thấy sự hoàn thiện, hoàn mỹ nhất. Và với máy móc chuyên nghiệp và đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ cho sản phẩm Luxury Kỳ Lân đã tạo nên được những sản phẩm vô cùng đặc biệt mà sánh vai với các nước ở trên thế giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thân bút. Rất là dễ thương, rất là dễ thương.